Cách đây ít ngày, Google đã tôn vinh phở, một trong những món ăn mang tính biểu tượng văn hóa ẩm thực của Việt Nam, trên công cụ tìm kiếm của gần 20 quốc gia. Hôm nay, gã khổng lồ Google tiếp tục lan tỏa hình ảnh của một món ăn đặc trưng khác, một món gỏi đu đủ xanh chua ngọt cũng rất phổ biến tại Campuchia, Lào và Việt Nam. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Google đu đê tôn vinh món gỏi đu đủ Thái. Món này có đầy đủ các vị cơ bản của ẩm thực Thái Lan, gồm vị chua của chanh, vị cay của ớt, vị mặn của nước mắm và vị ngọt của đường thốt nốt. Người ta trộn món gỏi đu đủ Thái bằng cách giã trong cối, vì thế món ăn mới có tên là som tam, nghĩa là món giã trong cối có vị chua. Du khách đến Thái Lan thường không thể không nếm thử món som tum và mê mẩn vì sự hòa quyện của những nguyên liệu quen thuộc cùng các loại gia vị đặc trưng, tạo nên món gỏi đu đủ Thái chua cay ăn một lần là nhớ mãi. Đây là cách làm gỏi đu đủ Thái chúng ta cùng tham khảo nhé. Nguyên liệu: đu đủ xanh một quả, đậu đũa hoặc đậu que 100g, cà chua bi 5-7 quả, nếu dùng cà chua to thì khoảng 1 quả, tôm khô 50g, có thể thay bằng tôm nõn tê bóc vỏ, trần chín nhưng tôm khô vẫn đúng vị hơn. Tỏi khô 5 nhánh, ớt tươi 5 quả, thêm bớt tùy vào khẩu vị, đường thốt nốt 100g, có thể dùng đường kính, chanh xanh 2 quả, nước mắm ngon 50ml, lạc rang 100g, thực hiện đu đủ xanh gọt vỏ, nạo thành sợi rồi đem ngâm với nước lạnh để giữ được độ giòn và bớt phần nhựa đắng. Cà chua bi rửa sạch thái đôi, tôm khô ngâm với nước ấm khoảng 20 phút rồi rửa lại sạch với nước lọc. Đậu đũa rửa sạch cắt khúc khoảng 5cm rồi đem trần qua khoảng 1 phút trong nước sôi. Cho tỏi, ớt vào cối giã nhuyễn rồi bỏ phần tôm khô đã ngâm vào giã cùng. Cho đường, nước mắm, nước cốt chanh vào cối giã cùng đến khi các nguyên liệu hòa quyện với nhau để có nước sốt chua, cay, ngọt. Cho tiếp phần đu đủ nạo, đỗ đũa, cà chua cùng lạc rang vào trộn cùng nước sốt và dùng chày giã nhẹ cho các nguyên liệu hòa quyện với nhau và ngấm nước sốt. Cách chuẩn bị món som tum có thể khác nhau tùy theo vùng miền. Đối với những người chưa từng ăn som tum nên chú ý đến số lượng ớt có trong món này bởi chúng nổi tiếng là rất cay. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!